Kính thưa quý vị, mời quý vị đón xem bản tin 30 giây nóng hôm nay, thứ ba ngày 20 tháng 8. Bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Nhiều thế hệ học trò viếng người thầy tận tụy, người bạn chân thành của hàng triệu nông dân. Họp báo vụ bất thường điểm thi lớp 10 ở Thái Bình, hàng trăm thí sinh đổ thành trượt, xử lý ra sao? Tài xế chơi sốc ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh vừa lái ô tô vừa đốt pháo ném xuống đường. Rủ chơi hụi trên mạng xã hội, cô gái trẻ lừa người đàn ông hàng trăm triệu đồng. Lốc xoáy đánh chìm du thuyền xa xỉ chở 22 người, ông trùm công nghệ Anh mất tích. Sau đây là thông tin chi tiết về các tin tức nóng được chúng tôi cập nhật đến 20 giờ ngày 20 tháng 8. Sáng ngày 20 tháng 8, nguyên lãnh đạo các tỉnh thành ở đồng bằng sông Cửu Long, nhiều thế hệ học trò đến nhà tang lễ câu lạc bộ hưu trí thành phố Cần Thơ để viếng giáo sư tiến sĩ Võ Tòng Xuân. Đến tiễn dân hương, dân hoa giáo sư tiến sĩ Võ Tòng Xuân sáng nay còn có ông Trần Quốc Trung, nguyên bí thư thành ủy Cần Thơ, ông Trần Việt Trường, chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, tiến sĩ Hồ Việt Hiệp, nguyên phó chủ tịch tỉnh An Giang và đại diện văn phòng Báo Tuổi Trẻ vùng Tây Nam Bộ. Tiến sĩ Hồ Việt Hiệp chia sẻ, giáo sư là một người thầy hết lòng vì nước, vì nền nông nghiệp Việt Nam. Ông Trần Việt Trường bộc bạch cảm xúc về giáo sư, vô cùng thương tiếc anh hùng lao động, nhà giáo nhân dân, giáo sư tiến sĩ Võ Tòng Xuân, nhà khoa học lỗi lạc, người thầy tận tụy, người bạn chân thành của hàng triệu người nông dân Việt Nam. Thành kính tiễn biệt thầy với niềm tiếc thương vô hạn. Thông tin và hình ảnh chi tiết đã được đăng tải trên Tuổi Trẻ Online. Hôm nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình họp báo cung cấp thông tin về kết quả kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2024-2025 sau khi thanh tra. Theo kết luận thanh tra của tỉnh này, hầu hết các hội đồng thi đều có thí sinh bị lệch tổng điểm, hàng trăm thí sinh từ trượt thành đỗ và ngược lại. Kết quả kiểm tra, xác minh trong quá trình thực hiện hồi phách bài thi tự luận, số lượng bài thi được kiểm tra khớp phách bằng tay chỉ đạt tỷ lệ 0,71%, không đảm bảo ít nhất 20% số bài thi tự luận theo quy định tại điểm C khoảng 6 điều 27 quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Khi phát hiện sai sót, một số bài thi bị lệch phách, ban thư ký không lập biên bản mà chỉ ghi lại thông tin những thí sinh có sai sót và chuyển cho trưởng ban chỉ đạo kỳ thi. Tuy nhiên, trưởng ban chỉ đạo kỳ thi không xác định rõ nguyên nhân, có biện pháp khắc phục sai sót qua kiểm tra việc khớp phách của ban thư ký. Điều này là không đúng quy định tại điểm C khoảng 6 điều 27 quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Đoàn thanh tra đã tiến hành tổ chức khớp phách bằng tay 100% bài thi tự luận, không thực hiện việc chấm lại các bài thi, xác định có 2.997 bài thi lệch phách, làm sai điểm của 2.750 bài thi. Theo điểm chuẩn mới xét tuyển đợt 1 tại Hội đồng tuyển sinh trung học phổ thông chuyên, có 15 thí sinh từ không trúng tuyển chuyển thành trúng tuyển, 15 thí sinh từ trúng tuyển chuyển thành không trúng tuyển. Theo điểm chuẩn mới xét tuyển đợt 1 tại các hội đồng tuyển sinh các trường trung học phổ thông đại trà, có 237 thí sinh từ không trúng tuyển chuyển thành trúng tuyển, 243 thí sinh từ trúng tuyển chuyển thành không trúng tuyển. Thanh tra tỉnh Thái Bình nhận định nguyên nhân của vi phạm do trưởng ban thư ký và cá nhân có liên quan của ban thư ký không thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong thực thi công vụ. Trưởng ban chỉ đạo kỳ thi thiếu trách nhiệm, không kiểm tra, giám sát và không kịp thời báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh về sự cố bất thường tại kỳ thi. Sở Nội vụ tham mưu gia hạn thời gian đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Viết Hiển, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo để phục vụ công tác thanh tra. Thông tin chi tiết hơn đã được đăng tải trên Tuổi Trẻ Online. Tại thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 8, lực lượng chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy trụ điện trên đường Phan Huy Ích, quận Gò Vấp. Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày. Lúc này ngọn lửa kèm khói bốc lên cao, khi cháy có một số tiếng nổ. Phát hiện sự việc, người dân khu vực đã báo tin đến lực lượng chức năng. Đến khoảng 12 giờ trưa cùng ngày, sự cố vẫn đang được khắc phục. Thời điểm này, một số hộ dân gần khu vực trên tạm thời bị cúp điện. Trong khi đó, tại Bình Dương, ngày 20 tháng 8, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương cho biết các đơn vị nghiệp vụ thuộc Sở đang phối hợp cùng cơ quan chức năng làm rõ vụ cô gái khỏa thân chụp hình trên đường khiến dư luận xôn xao. Nhiều nhân chứng cho biết sự việc xảy ra trên đường Mỹ Phước Tân Vạn, đoạn qua xã Lai Hưng, huyện Bầu Bàng. Sự việc cũng được cho là xảy ra vào trưa cùng ngày. Khi đó, nhiều người đi trên đường Mỹ Phước Tân Vạn thì thấy một cô gái khỏa thân. Cô gái trên vô tư tạo dáng trong tình trạng không mảnh vải che thân trên vỉa hè của đường Mỹ Phước Tân Vạn, bất chấp đây là trục đường chính có nhiều người qua lại. Một nhóm thanh niên với máy ảnh trên tay liên tục chụp hình khỏa thân cô gái. Trên vỉa hè cũng có một ô tô đậu, có thể là ô tô của nhóm người nói trên. Công an địa phương và cơ quan chức năng địa phương cũng đang xác minh vụ việc. Tiếp theo là hình ảnh ghi nhận mưu sinh nhộn nhịp của người dân vùng đầu nguồn vào mùa nước nổi. Bên cạnh các hoạt động đánh bắt thủy sản, còn có nghề đặt ụ xúc lương đồng ngoài tự nhiên. Nghề xúc ụ lương chỉ tồn tại vài tháng nước. Ụ lương thường được làm bằng rau muống đồng hay lục bình đặt trên cánh đồng nước nổi để dẫn dụ lương trú ngụ. Sau đó cách 4 ngày, người hành nghề sẽ thăm và xúc ụ một lần. Vào mùa nước, một hộ đặt ít nhất 50 đến gần 200 ụ. Mỗi ụ lương xúc được từ 1 đến 2 con, chủ yếu là lương giống. Một ngày thu về khoảng 2 đến 3 kg. Mỗi ký lương giống có giá bán 130.000 đồng, vừa giúp người dân hành nghề có thêm thu nhập, vừa bổ sung nguồn con giống chất lượng cho các hộ chăn nuôi trong và ngoài huyện. Thì một ngày thì 2 kg có, 3 kg có bữa thì ký mấy cũng có. Mình bán lợn dựa thì bán 130 kg, thì cũng ở nhà cũng thấy cũng buồn, thâu 200 đi xúc đi lai dai cho cũng đã buồn. Ngày nào nó cũng được vài trăm. Không, người ta bây giờ là không có lương nè, người ta cần phải mua lắm. Hôm nay, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh tài xế vừa lái ô tô vừa dùng bật lửa đốt pháo ném xuống đường ở thành phố Hồ Chí Minh. Cộng đồng mạng phẫn nộ với hành động này. Cơ quan chức năng cũng đang xử lý vụ việc. Theo tìm hiểu, khu vực tài xế ô tô đốt pháo ném xuống là đường Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, hướng từ cầu Ba Son về đường Võ Văn Kiệt. Trong clip, sau khi tài xế ném pháo xuống đường có phát ra tiếng nổ. Cùng ngày, đại diện đội cảnh sát giao thông Bến Thành thuộc phòng cảnh sát giao thông BC08, công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã nắm được thông tin. Hiện cán bộ đội cảnh sát giao thông Bến Thành đang phối hợp công an phường Bến Nghé và công an quận 1 tiến hành xác minh thời điểm xảy ra vụ việc, xác định tài xế mời lên làm việc. Sau 2 ngày xét xử sơ thẩm và nghị án, ngày 20 tháng 8, Tòa án Nhân dân tỉnh Tiền Giang đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh, 31 tuổi, 16 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, từ năm 2018 đến năm 2022, Thanh đã chiếm đoạt của anh Hồ Quốc Triệu ở huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh và anh Trần Văn Hải ở huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang với số tiền hơn 2 tỷ đồng. Cụ thể, Thanh nói dối có người quen tên Trần Ngọc Trang, quê ở Cần Thơ, là Việt kiều Mỹ, thường xuyên giúp vốn cho người khác làm ăn. Nếu anh Triều muốn mượn tiền thì phải đưa trước số tiền là 300 triệu đồng để tạo lòng tin. Thanh hứa trong thời hạn từ 7 đến 10 ngày, Trang sẽ chuyển tiền về cho anh Triều mượn từ 2 đến 6 tỷ đồng. Anh Triều tin tưởng nên bị Thanh lừa hơn 1,1 tỷ đồng. Ngoài vụ việc vừa nêu, khoảng tháng 3 năm 2022, thông qua việc chơi hụi trên mạng xã hội, Thanh quen biết với anh Hải ở tỉnh Tiền Giang. Thanh nói đang làm chủ hụi và kêu anh Hải tham gia. Do tin tưởng nên anh Hải đã tham gia 3 dây hụi và bị lừa tổng số tiền hơn 900 triệu đồng. Tại An Giang, sáng 20 tháng 8, Tòa án Nhân dân tỉnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn Bi, sinh năm 1969, nguyên chấp hành viên Cục TH.ADS tỉnh An Giang, trú phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, về tội tham ô tài sản. Theo cáo trạng, bị cáo Nguyễn Văn Bi, nguyên là chấp hành viên, được giao nhiệm vụ tổ chức thi hành bản án dân sự sơ thẩm số 64/2022/DSST ngày 18 tháng 12 năm 2022 của Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang, buộc bà Nguyễn Thị Ẩn phải trả cho ông Nguyễn Văn Tâm và bà Lê Thị Nhị số tiền trên 958 triệu đồng. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, bị cáo Bi đã thu đủ số tiền trên của bà Ẩn và viết biên lai thu tiền. Tuy nhiên, bị cáo Bi thông báo với bộ phận kế toán cơ quan hủy biên lai thu tiền thi hành án do viết nhầm biên lai và không nộp lại số tiền trên cho thủ quỹ, không thông báo cho ông Tâm, bà Nhị. Số tiền chiếm đoạt, bị cáo sử dụng trả nợ, chi tiêu cá nhân. Sau khi sự việc bị phát hiện, bị cáo Bi đã giao nộp lại số tiền đã chiếm đoạt để chi trả cho ông Tâm, bà Nhị. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Bi 8 năm tù giam về tội tham ô tài sản. Bản tin 30 giây nóng tiếp tục cập nhật những tin tức đáng chú ý khác trên một số lĩnh vực. Ngày 20 tháng 8, các đơn vị chức năng thuộc Công an tỉnh Yên Bái đang làm rõ vụ nữ tài xế lái mô tô phân khối lớn tông lật ô tô. Vụ tai nạn làm 3 người bị thương. Tai nạn xảy ra tại km 4+800 đường nối quốc lộ 32C với IC12, cao tốc Nội Bài - Lào Cai, địa phận thôn Ngòi Đông, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên, Yên Bái. Khu vực xảy ra vụ tai nạn thuộc khu vực ngoài khu dân cư, tốc độ được cho phép với xe máy là 60 km/h, với ô tô là 80 km/h. Thời điểm xảy ra tai nạn, chưa xác định được vận tốc cụ thể của xe mô tô. Trên xe không có hộp đen ghi dữ liệu, dẫn đến chưa có đủ bằng chứng, căn cứ để làm rõ vụ việc. Hiện cơ quan điều tra đã vào cuộc để củng cố hồ sơ, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Trước đó vào chiều ngày 19 tháng 8, ô tô biển số ở Hà Nội do anh N, tên viết tắt, điều khiển theo hướng cầu Giới Phiên IC12. Trên ô tô lúc này còn có hai người khác là ông H và bà L. Khi ô tô đi đến khu vực vòng xuyến thì bị chiếc xe phân khối lớn do chị T, 24 tuổi, ở Lương Tài, Bắc Ninh đi với tốc độ nhanh đâm trúng. Cú tông mạnh khiến ô tô lật ngang. Theo cảnh sát, vụ tai nạn khiến 3 người bị thương, 2 người trên ô tô và người lái xe máy, 2 phương tiện bị hư hỏng nặng. Chiều ngày 20 tháng 8, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an Đà Nẵng đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan giải cứu một nữ du khách người Hàn Quốc bị mắc dưới gầm xe 45 chỗ. Theo đó, lúc 16 giờ 27 phút, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an Đà Nẵng nhận thông tin có một người bị nạn mắc kẹt dưới gầm ô tô tại đường lên chùa Linh Ứng, bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng. Ngay lập tức, Trung tâm Thông tin Chỉ huy đã điều động lực lượng đến hiện trường. Xác định người bị nạn mắc kẹt tại gầm xe phía sau đang trong tình trạng đa chấn thương, chỉ huy đã tổ chức cố định xe khách, sử dụng thiết bị gối hơi túi nâng, kích thủy lực để nâng gầm xe, tạo khoảng hở cứu nạn nhân. Sau khoảng 10 phút, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã đưa được nữ du khách 32 tuổi người Hàn Quốc ra ngoài và bàn giao cho y tế. Theo camera hành trình của một ô tô ghi lại, khi xe 45 chỗ đang di chuyển theo đúng phần đường bên phải, đến đoạn cua thì bất ngờ xe máy của nữ du khách lao từ phía bên kia đường sang và trượt vào gầm xe, khiến nạn nhân mắc kẹt. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ. Chuyển sang những tin tức thế giới, đáng chú ý với thông tin về chiếc du thuyền xa xỉ Bayesian đã bị chìm ngoài khơi đảo Sicily của Ý. Nguyên nhân do lốc xoáy đánh chìm, 6 người trên du thuyền được cho là mất tích, trong đó có ông trùm công nghệ Anh. Theo đài CNN, khoảng 5 giờ sáng ngày 19 tháng 8 giờ địa phương, du thuyền siêu sang Bayesian chở 22 hành khách bị một cơn lốc xoáy đánh trúng và chìm ngoài khơi đảo Sicily, Ý, trên địa Trung Hải. Đến sáng ngày 20 tháng 8 giờ Việt Nam, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã giải cứu thành công 15 người và tìm thấy thi thể một người. 6 người còn lại mất tích. Trong số mất tích có ông Mike Lynch, ông trùm công nghệ người Anh, từng tham gia sáng lập Autonomy, công ty phần mềm từng giữ vị trí số 1 xứ sở sương mù. Năm 2011, công ty này được tập đoàn sản xuất laptop nổi tiếng HP mua lại với mức giá 11 tỷ đô la Mỹ, trở thành một trong những thương vụ đắt đỏ nhất giới công nghệ Anh thời bấy giờ. Theo tờ The Sun, chiếc du thuyền bị đắm trị giá 14 triệu đô la Mỹ. Một xe tải chở theo nhiều ô tô đã bị lật ở thành phố Khang Định, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc vào ngày 18 tháng 8. Thời điểm trên, chiếc xe tải đang xuống dốc ở một con đường nhỏ. Tài xế phát hiện phanh bị hỏng trong khi phía trước có nhiều xe đang di chuyển. Lúc này, tài xế đã cho xe lao lên bồn hoa ở làn đường đối diện để tránh va chạm. Tuy nhiên, chiếc xe này đã bị lật ngay sau đó, khiến một xe bên cạnh bị ảnh hưởng. Theo báo cáo, sự cố không gây thương vong về người, nhưng khiến chiếc xe tải và 5 ô tô bị hư hỏng nặng. Tình hình thời tiết hôm nay đáng chú ý với nhận định ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông, có nơi mưa to. Từ đêm nay mưa gia tăng và có nơi mưa rất to. Cụ thể từ đêm nay tới ngày 22 tháng 8 thì vùng núi và Trung du Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa từ 50 cho đến 100 mm, có nơi trên 200 mm. Ngoài ra ở các nơi khác, Bắc Bộ và Thanh Hóa cũng có mưa rào đến mưa to, lượng mưa từ 15 cho đến 30 mm và có nơi trên 70 mm. Trong khi đó, tại Trung Bộ, nắng nóng vẫn xảy ra trên diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt. Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, còn ở Nam Bộ từ chiều nay thì mưa có xu hướng gia tăng so với những ngày qua. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Về nhiệt độ cụ thể từng khu vực như sau: phía Tây Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C và cao nhất từ 31 đến 34 độ C. Phía Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C và cao nhất từ 31 đến 34 độ C. Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ C và cao nhất từ 34 đến 37 độ C. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C và cao nhất từ 34 đến 37 độ C. Tây Nguyên, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ C và cao nhất từ 30 cho đến 33 độ C. Khu vực Nam Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C và cao nhất từ 32 đến 35 độ C. Bản tin 30 giây nóng đến đây xin được tạm dừng. Để liên tục cập nhật những thông tin nóng nhất trên nhiều lĩnh vực, quý vị đừng quên ấn chuông theo dõi bản tin 30 giây nóng sẽ được phát vào lúc 20 giờ hàng ngày trên trang tuyetre.vn, hệ thống fanpage và YouTube của Báo Tuổi Trẻ. Vì một lý do nào đó chưa thể xem được bản tin đúng giờ, quý vị và các bạn có thể xem lại trên tất cả nền tảng của Báo Tuổi Trẻ hoặc tra từ khóa 30 giây nóng trên các công cụ tìm kiếm. Rất mong nhận được sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.